chục năm qua, có quá nhiều vụ biến đất công thành đất ông thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp góp vốn bằng đất rồi. Đến bây giờ, cứ mỗi khi nhắc đến việc này, các lãnh đạo ngại lắm. Cho nên cháu thấy là việc đến nhà anh Phát ấy là không nên làm. Kể nhã những điều cháu nói, chú được không biết à? Vấn đề cháu không hiểu là chú muốn làm thật, làm một dự án ra tấm ra món, chứ không phải là tìm cách để mồi chài quan chức hoặc là áp giá thời bao cấp để bán đất ăn tiền chênh lệch đâu. Vậy càng không nên. Việc gì cũng phải từ từ chứ. Anh hỏi dồn dập thế làm sao mà tôi nhớ được? Đầu óc cô bị làm sao thế hả? Cô cố nhớ lại xem nào, thử nhớ kỹ lại xem. Này, tôi hỏi anh nhá. Hôm qua anh đi đâu, anh làm gì, anh ăn gì, anh uống gì, anh gọi điện cho anh còn nhớ không? Này, chuyện đấy nó không liên quan gì đến ăn uống cả. Ôi, đây là một việc hết sức quan trọng. Quan trọng thì cũng phải từ từ. Cô cố nhớ lại đi, ông Hoàng với bố cô có mối quan hệ như nào với nhau? Hoàng á? Hoàng. Nghe quên quên. Thủy đã đưa cho cháu đọc qua đề án rồi. Bất khả thi lắm. Đấy là dưới góc độ của cháu. Mà thôi, tóm lại thế này nha, cháu giúp được thì giúp, còn nếu khó quá mà chú lại tự xoáy, cháu sẽ set up. Nhưng chú phải đồng ý với cháu về vụ kia. Như cái gì? Nhanh lên. Thấy chưa? Có lần bố tôi nhờ in để gửi tặng các bác. Đây này. Đây là ảnh kỷ niệm họp lớp 35 năm của bố tôi. Chú nghĩ bán cổ phần TN Mobile thời điểm này thiếu khôn ngoan. Nhất là khi đề án vận hành dữ liệu số của tỉnh sắp được phê duyệt. Nhiều chuyện khó nói lắm, chú cứ nghe cháu đi. Nếu mà cháu áp như vậy, chú theo. Cháu làm việc này là vì lợi ích chung của cả nhóm. Không, cháu làm là vì cháu luôn trong mình đúng. Chú nói thật nha, chú làm thuê việc này là bởi vì chú có kinh nghiệm. Thế còn nếu mà cháu thiếu lòng tin, chú dừng lại ngay. Chú nói quá lên rồi. Từ trước tới giờ cháu chưa bao giờ coi chú là người làm thuê. Alpha vẫn là do chú quyết đấy. Còn việc bán cổ phần của TN là chủ trương của cả nhóm chứ không phải là của riêng cháu. Thời điểm này cần phải quyết đoán. Nhưng mà ít ra thì chú phải biết lý do chứ. Công an họ sẽ không dừng lại. Sau TN họ sẽ sờ tới Alpha. Chú có biết thằng Vũ nó mò vào tận trại giam tìm lão Cửu để đào bới lại chuyện ngày trước đấy. Thế thì chết cả nốt. Phải có biện pháp chứ. Cầm nó sẽ nói với chú cách giải quyết việc này. Xét lại nhân sự tầng thấp rồi. Anh Hào. Sếp. Việc điều tra thế nào rồi? 10 năm trước, Alpha suýt phá sản trước khi nhận được tiền đầu tư từ một nhóm cổ đông. Giống TN Mobile. Khác ở chỗ, người góp vốn để cứu TN Mobile là Trần Hoàng. Còn người cứu Trần Hoàng năm ấy
thì lại không là ai cả. Là sao? Nhóm cổ đông góp vốn chỉ là người đứng danh. Ngoài tiền ra còn gì không? Alpha hồi sinh bằng việc làm thầu các dự án khác, bắt đầu bằng dự án đường 42, gọi vốn ODA. Tất nhiên là chúng thầu hoàn toàn công khai và minh bạch. Giống như làm thầu phụ đường Hòa Đông bây giờ. Có khác nhau đấy. Dự án đường Hòa Đông là công trình trọng điểm, chất lượng chỉ từ tốt trở lên. Còn dự án đường 42 thì cứ vá lên vá xuống, cứ vá là có tiền. Vắt sữa bò. Vậy là tay Hoàng dùng tiền kiếm được đầu tư cho TM Mobile, có thể làm kiểu vắt sữa khác. Chưa kể đến khả năng kiếm lợi cực khủng từ hàng lậu. Nếu vậy thì tiền đi đâu? Thường thì mấy doanh nghiệp kiểu này sẽ phải có một hệ thống quản lý tài chính vô cùng chặt chẽ. Họ có thể cho nhau cả một dự án, nhưng họ cũng phải rất rạch ròi từ cây kim sợi chỉ.